bên đời bà anh nhà hàng một triệu một sân khấu rồi. Món này 15 ngày chưa ăn. Bây giờ hai con đồn nhau với rồi một con nữa. Đối rộng là thay A đúng không? Đường lên cần khẩu nước Mỹ. Đi vào luôn. Đến lúc đấy mình quay nó. Thế làm sao ăn được trứng hộp nhà cháu rồi? Làm sao ăn được trứng hộp được tải bao nhiêu? Nó có lối riêng mà. Thế tải với cho con có lối riêng mà. Hàng bên đấy là xe hàng. Bên kia là xe chỉ 220. Biết à, em mới đặt một chiếu. Tối hôm nay về thử luôn nhá. Chiếu mới cho nó có khỏe hơn không? Đâu khỏe, này say không? Ôi đẹp thế à. Bên này sập mất được bên này sập mất nhiều chứ. Anh không đi mà anh đi trên internet. Đẹp. Nói chung là đẹp. Đẹp. Đẹp đấy. Mở mang ngoài. Mở mang ngoài. Mở mang ngoài. Đây, bắt đầu bước chân vào cửa khẩu. Cửa khẩu đang gần cách mình có khoảng 100m nữa thôi. Đấy. 100m. Xe nó bắt đầu đâu rồi. Khả năng nó cho qua đấy. Đây này bọn nó kia là nó sang bên Trung Quốc. Bởi vì này vẫn là Việt Nam thôi, chứ chưa phải ở đấy đâu. Thôi chưa phải ở Trung Quốc đâu. Hỏi cứ đánh treo vào gần nó hỏi. Đánh treo vào gần nó đây. À quên đánh treo gần hải quan. Thank you. Sao mà có hành lang Trung Quốc sang Việt Nam đi. À hay đấy. Hay giờ. Bây giờ mình có giấy thông quan nó sang rồi. Ờ. Có gì nhỉ? Có. Hè tới này mình sang Trung Quốc đi. Đấy đi Trung Quốc bên này gần. Nam Đông bảo có mấy triệu đấy. Đây phải ở đây. Đỗ xe vào bên tay phải. Có chỗ đàng hoàng 100.000. 100.000 tiền xe đỗ nhá, không đùa đâu. 100 hỗ trợ nhá. Đây, kết thúc cuộc hành trình là đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Đường bên Trung Quốc ấy. Bây giờ nha, mình vẫn vào tiếp bên trong được và đến hai cái cột mốc kia nữa. Để cả đoàn mình đứng đây chụp không được. À. Ảnh đấy đi. Mọi người chụp đi, máy ra chụp. Anh đang quay.
chụp một kiểu tập thể đi. Không lên đây có phải thiệt không? Ừ, đi đấy, được chưa? Đẹp, đẹp không? Đứng ở đây là mình lấy đủ hết này. Đẹp. Đẹp phải không? Chúng nó đang lấy tổng đẹp. Chụp kiểu ảnh đó, không vội đi đâu đâu, sớm mà. Vì nó có thể vội nè. Cái này để anh đang quay. Tùng nó chụp. Đứng đứng đẹp vào đây xem nào. Nào nhanh nhanh đứng đẹp đây. Áo trắng áo gấp đỏ đứng trước đi. Anh mỗi người có kính không? Anh đứng một đầu. Anh ấy thôi. Rồi, đi nhá, chuẩn bị đi Trung Quốc nhá. Ta chụp ảnh là đi Trung Quốc đấy. Kỷ niệm lại Việt Nam nhá. Gió. Không ra nào. Nữa, sang nữa đây lấy cái vạch tâm bây giờ. Rồi. Anh em mình sang xuống tùng ở đây. Đây đoàn này chuẩn bị sang Trung Quốc rồi đây. Hẹn gặp lại nhá. Đây đoàn xe đi đến thăm cửa khẩu đây, hữu nghị quốc tế đây. Đây là quang cảnh xung quanh của cửa khẩu. Nếu như các bạn có dịp lên Lạng Sơn thì hãy đến với cửa khẩu hữu nghị quốc tế. Hành trình tiếp theo là sẽ đi đến 82 cột mốc 116 và 117. Thực ra là bây giờ hỏi cái chuyến xe điện kia họ đi được đến đâu, nên đi một chuyến là nó đưa đi. Quanh quanh đây trong hỏi xem là mình đi được đến đâu là mình hỏi thì nó sẽ đi được. Đẹp cái này cơ mà đúng không? Thế trong cái đó có mấy cây số, bởi vì anh xem hai cửa khẩu anh xem hết rồi. Đây là nó còn tí nữa nó theo lối nó hành lang đi lên kia, nó có đường đi kia, đường đi của nó lên các cái đấy, cả mình đi sâu ở trong là đường mà sang đất Trung Quốc à, chưa sang được Trung Quốc, nó chưa có biển đi kìa. Đây đây vẫn thuộc Việt Nam. Hỏi thế nào, hỏi sáng kia mình mới đi được các cái cột mốc của bên kia kìa, cột mốc kìa. Đó của bạn. Lấy có chụp điện thoại có chụp chứng minh thư không?
Thế bà báo phát họ nó có cho mà. Công nhận lặng nhở. Nãy em cũng cười áo len ra chứ. Một trường. Em còn đông. Nhưng cười áo len ra. Có mấy biên phòng là em là nhiêu chương của trường. Muốn sang thăm Trung Quốc, Trung Quốc đi kiểu gì? Đây là chứng minh thư căn cước của em. Tam đi mở cho. Ta lên cột mốc. Lên một tí là nóng rồi này. Chạy tí nữa. Chào anh. 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 Em là đoàn trưởng giáo linh thông nha, đi thăm cửa khẩu hữu nghị quốc tế. Chào nha, chào các anh em. 500 anh em của Hoàng Dũng. Lũng số điện thoại. Trước khi sang cửa khẩu là các anh phải qua phòng quan biên phòng nha. Border control. Đấy, này, này. Hiếu bảo sang đây tung tăng thế gì nữa nhỉ? Nó sướng thế. Đấy. Đẹp không? Quá đẹp. Nó có đường ở thế đó. Hả? Cái gì? Đoàn hướng dẫn viên đây nhá. Đây là hướng dẫn viên của đoàn nhá. Đấy, đi vào đây. Đấy, mình phải đi theo cái lối kia lên để mới lên cái ấy kia được. Cột mốc kia. Họ đang lên cái cột mốc kia rồi. Ừ. Đấy, check in rồi đấy. Rất là hoàng đấy các bạn. À Tí ơi, cầm ngoài này đi. Cứ cầm cái này cho anh. Để anh chạy Facebook. Này đấy. Bây giờ sang đấy nếu mà họ cho tám là về quê nổi chắc là không phải. Cái này nó không dung đâu mà. Ừ, cửa khẩu của nó. Bên kia chứ cũng cái này cũng là cột mốc cái kìa, nó đang chụp ảnh cái kìa, từ đấy sang đây là của mình. Còn nữa chứ. Có hổ á? À. À, cái đường đi. Không
Cô này mà bán sang Trung Quốc là được tỷ á. Cái chỗ trung tâm thương mại kia vào chưa, chỉ có rượu thôi. Đấy, thì nó ra chụp lên một kiểu này. Đấy, cái ông, tất cả là mọi cái gì nhỉ, lãnh tụ hay tổng thống là phải qua chỗ kia mới sang Việt Nam được. Đây là đoàn người Trung Quốc sang Việt Nam. Mình biết chia sẻ với cái Lý Hảo anh chứ. Việc thật. Rồi bắt đầu hành trình lên cửa khẩu. Đấy họ sang mình sang họ được qua là mình không có hộ chiếu. Hộ chiếu căn cước là đi đó. Chưa nên ăn cơm ở Trung Quốc rồi. Chú Tì ơi, chú Tì thay dép sang dép mình đi dép khác là sao? Ê, mấy cô này à. Hành trình đường lên điểm cột mốc 117 Việt Nam. Tiếng Trung Quốc xin chào là cái gì nhỉ? Giày dép Việt Nam chỉ đi đến đây là kết thúc. Ni Hảo là ấy. Ni Hảo nước là bên nước bạn. Ni Hảo là tốt. Ừ. Ni Hảo. Đấy cột mốc ở bên 117 ở bên kia. Thì tí nữa mình lại quay xuống mình đi theo cái đường lối này. Rồi cái nhà kia sang cột mốc bên kia. Ờ, bên này nó đóng cửa rồi. Mình không thông quan được. Đây mọi người đến thăm ở trên cột mốc là rất đông. Đến đây chỉ có mỗi cái điểm cột mốc là kết thúc rồi nhỉ. Đây, đây là cái đường đây cái đường thông kia, cái đường ấy đây này, sau là đường mình bên mình, còn từ đây xem là Trung Quốc rồi đấy. Cái biển, cái đường này, đấy. Cái đường này, cột tiêu giờ chắn kia là đấy, từ đây sang đây sang là mình không sang được rồi, chỉ được tham quan thôi, kéo về thôi. Đấy cái chỗ đường chéo này, bên kia là cột mốc 117. Đi đến đấy rồi. Thì nay anh em sẽ sang. Cái đấy thì mình đi dưới đây, quay xuống kia sang kia. Hả? Sang cột mốc bên kia. Rồi quay lại. Cũng là đông ạ. Này khó mà đứng để thành hàng vào đây được rồi. Thứ nhất ở đây là cửa khẩu mang tên là Hữu Nghị và cửa khẩu Trung Quốc là Hữu Quan. Bác đặt tên là Cây Đa Hữu Nghị để thể hiện tình hữu nghị giữa cả hai nước. Còn về ở phía dưới đây sẽ có là km số 0 là điểm bắt đầu của quốc lộ 1A. Mình hay nói là quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến đất nước Cà Mau thì ở đây chính là cái điểm bắt đầu của quốc lộ đấy. Bây giờ do là hiện nay là cái lượng người xuất nhập cảnh rất là đông, cho nên là chúng em đã hạn chế người tham quan xuống đấy, cho nên các anh chị có thể đứng ở đây chuẩn xuống. Còn theo cái khu vực tham quan ấy thì trong khuôn viên này thì mình có thể đi lại thoải mái. Như em đã vừa nói thì nếu mà vị trí em đang đứng ở đây là đã đứng bên lãnh thổ đất nước Trung Quốc rồi. Tuy nhiên là trong khuôn viên này mình có thể đi lại thoải mái. Mình không đi.
Đây là cột mốc 1116. Và đây là mình đang đứng ở đất của Trung Quốc rồi nha các bạn nha. Hiện tại mình đang đứng ở đất Trung Quốc rồi nha. À. Đấy còn những người bên kia là đang đứng bên đất Việt Nam rồi nha. Tí nữa là chụp một kiểu bên này, chụp một kiểu bên kia. Đây, đứng một hàng Huế. Gọi mọi người đứng một hàng đây đi. Không, mình quay bên này, họ quay bên kia. Tí đâu rồi? Đâu cho ảnh ở đất đi. Mình đứng bên đây. Đứng đây xong. Tránh cái biển số. Ai chụp ảnh đây? Nhưng mà thấy cái đội chụp ảnh như thế không? Bên trong bên ngoài. Hoàn đây sao chị kiểu cột mốc hoàn đây. Đây nào, thank you. Mấy bên đây, đứng bên đây. Đứng bên đây em ơi. Không, mình quay bên này nhé. Đứng bên đây. Đứng bên kia, ông chú bên phòng. Cảm ơn chị nhé. Đồng chí bên phòng đứng. Các bạn cho đoàn của mình. Sẽ nhìn thoải mái mà. Sơn và chào rồi. Đi. Xong rồi đoàn mình lên thôi. Một rồi. Rồi đoàn mình lên nào. Đoàn mình lên đi. Đến đoàn khác, khẩn trương. Mình chờ lâu rồi. Nhanh lên. Đây, đứng sát đây. Nào đứng. Em cao hơn em đứng được sao phải? Đấy. Đấy, đoàn kết, hữu nghị đoàn kết mà, hữu nghị đoàn kết. Hạ xuống, thấp xuống. Hết rồi à? Rồi ok. Đấy các người chụp đi. Đây mình sang bên kia đi. Đi lối này. Đi lối này luôn. Lối này. Đi sang cấm kia đây. Người ta không cho xuống lối đấy. Sao mà đi được? 24/24 đi. Cam thế nó mới có người. Khi người miền biên phòng bên phía ngay xung quanh đấy hết đi. Bên này á? Báo nó hàng hóa đây. Sản phẩm không thuế. Nhưng mà bây giờ nó toàn rượu. Thế nó được qua cả. Tiếp tục hành trình sang cửa khẩu 1117 nha. Khi mình đến với 1116 mình quay lại thì mình lại trở lại theo đối cũ và đi theo hành lang.
một cân thịt bò của anh tay con nhẹ không? Có đấy, có rượu ấy. Ôi đấy, không còn tiếc gì nhá, sang đúng đất rồi đấy. Đây mời các vị theo lối này nhá. Đấy theo lối này đây. Ừ. Chân sang rồi. Chân này. Không cho. Chạy rồi. Sang bên cột 177 kia thoải mái mà. Không bước rồi. Dạ. Được cột mốc, cột mốc này không xa được ạ. Không vào được rồi. À. À đội này là đi sang rồi anh. Dạ, kia này có visa đi à? Có hộ chiếu thì đi thôi. Ờ, không quay lại đi. Thế. Rồi hẹn lại, hẹn gặp lại cột mốc 1117 sau nhá. Họ hôm nay chỉ để dành cho người thông quan thôi, không có người Việt. Thôi đi ra trung tâm thương mại kìa, miễn phí kìa, miễn thuế. Cứ lấy cái gì thoải mái. Tâm sự tí à, tâm sự chú biên phòng đi à. Ờ, mình đi theo lối này, anh đi ghi hình thôi. Ghi hình. Anh chụp cho nó cái. Chụp cho nó cái. Chụp cho anh. Em chụp đi. Chụp ảnh cho lành nhé. Lấy mà anh lành đưa mấy ảnh cho tên nó chụp. Anh đang quay mà. Cái đất này nó có mát hơn không? Đi ra cái cửa khẩu Hữu Nghị kia đi, à là à, trung tâm thương mại này. Miễn thuế nhập khẩu kia. Hôm nay nó lại không cho sang, không cho sang này càng có hội lần sau đi mà đúng không? Kết thúc chuyến thăm của mình ở tỉnh Lạng Sơn là trung tâm thương mại miễn thuế cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Duty Free Trading Center Hữu Nghị International Border Gate. Và tiếp tục là mình sẽ vi hành đến tham quan ở khu bên trong trung tâm thương mại miễn thuế. Đây. Trung tâm thương mại miễn thuế cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Duty Free Trading Center Hữu Nghị International Border Gate. Now please come in. Duty Free in the center.
Ok, trong này giờ chỉ còn rượu thôi mà. Rồi kiểm tra tí rượu trên thế này. Ui, hai người đẹp chụp ảnh với rượu à. Hữu Nghị Taxi Free Shop. Đây là cô hướng dẫn viên của đoàn các bạn nhé. Hữu Nghị Dachi Resort. Đây là xung quanh ở trong trung tâm Smoking thuốc 3 con 5. Đây là hàng bán các loại kệ bán các loại thuốc. Đây là sản phẩm về cà phê. Cái này mời thầy Tị ơi. Hả? À, cái này mời thầy Tị, thầy Tị này mới giải. Ui, các loại hàng cũng nhiều mặt hàng chứ. Rượu chủ yếu là rượu. Cái này là cái gì hả nhỉ? Không, bọn em chỉ quay không phát đâu. Vâng, không phát đâu. Không có phát trực tiếp đâu. Dạ. Quay giới thiệu thôi. Đây là sàn trưng bày các loại rượu. Rượu. Khi vào đây thì chúng ta không được phép online, chỉ có thể là quay lên video để giới thiệu và quảng bá các sản phẩm ở đây. Bao nhiêu? 330 đô à? 330 đô là 7-8 triệu rồi. Hả? À, 3.000 cơ mà, 3.800 đô. Cái này chai này mới là 330. Cái đây là cái 69 đô kìa. 69 đô hơn triệu rồi. Cái này 330 là 8 triệu, hơn 8 triệu. Mà mấy có lúc nó còn mình tham quan thôi. Hữu Nghị Dachi Free Shop. Bắt đầu là lối ra kết thúc.
video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Goodbye, see you again.